Kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em tên là Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 5A, trường tiểu học số 2 Nam Lý. Hôm nay em xin trân trọng giới thiệu đến các thầy cô giáo và các bạn chuyên mục giới thiệu sách tháng 12. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2021. Như các bạn đã biết, tháp người đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Hai câu thơ nhắc đến Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, người luôn vì dân, vì nước, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kho tàng tri thức quý giá mà người để lại cho toàn đảng, toàn dân ta, điều có giá trị lớn nhất chính là tư tưởng của người. Đó là tấm gương sáng người về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh phấn đấu, quên mình cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Người vĩ đại mà không cao xa, thanh cao mà vô cùng giản dị, gần gũi, thân thiết và gắn bó với quần chúng, hết lòng, hết sức chăm lo cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mong muốn xây dựng một nước Việt Nam mạnh giàu, nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần phục vụ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và chính là bản thân người là tấm gương tiêu biểu. Một trong những tư tưởng quan trọng và có ý nghĩa thực tiễn đối với nước ta hiện nay là tư tưởng của người về cần, kiệm, liêm, chính, chỉ công vô tư. Liêm chính là đức tính cần có ở mỗi người và cũng là phẩm chất của người cán bộ khi thi hành công vụ. Quyển sách Bác Hồ, Tấm gương sáng mãi, Liêm chính do Nguyễn Thị Duyên biên soạn, nhà xuất bản Mỹ Thuật ấn hành năm 2018 sẽ giới thiệu đến các bạn những câu chuyện kể về sự liêm chính của Bác cũng như cách Bác dạy cán bộ, đảng viên về sự liêm chính. Với độ dài 80 trang, quyển sách gồm 36 mẫu chuyện như dù tá hay tướng đều phải lo phục vụ nhân dân, còn nước, đã nhận biết sai lầm, phải ra sức sửa chữa. Lời dặn dò tâm huyết của đồng chí già, phong cách Bác Hồ đến cơ sở, việc gì làm được hãy tự làm lấy, phê phán căn bệnh hình thức chủ nghĩa. Qua những câu chuyện cho thấy, Bác chỉ ra cho chúng ta thấy rằng các cán bộ, đảng viên muốn được quần chúng yêu mến phải là những người có tư cách đạo đức, muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm việc trước, cho người ta bắt trước. Liêm là trong sạch, luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không tham địa vị, tiền tài. Chính là thẳng thắn, đứng đắn. Người cán bộ, đảng viên cho dù ở bất cứ cương vị nào, ngành nghề gì thì cũng cần phải giữ sự liêm chính của mình. Luận điểm này thể hiện rõ một phương châm xây dựng đạo đức, chính là nêu gương. Không có gì thiết thực có sức cảm hóa và lôi cuốn người khác bằng việc nêu gương tốt. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Thông qua các câu chuyện kể, chúng ta càng thấy rõ tấm lòng của Bác đối với đồng bào, đồng chí, nhân dân cả nước. Dù ở thời đại nào, mỗi bài học rút ra những mẫu chuyện của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, văn hóa, tính chất giáo dục và tính nhân văn cao cả. Quyển sách Bác Hồ, Tấm gương sáng mãi, Liêm chính đang được phục vụ tại thư viện nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam.